Bác Thanh, bác Thanh cũng có hỏi là con có làm gì sai không? Nói xin lỗi ông rồi mong ông tha thứ rồi là để vì những cái lỗi lầm của cháu. Sau khi lo cho chuyện của bác xong thì anh Quyến lại tiếp tục trở lại với cả công việc hàng ngày. Và ngay cái thời điểm đấy là thời điểm mà tên tuổi của anh Quyến bắt đầu bay rất xa sau kỳ SEA Games ở Việt Nam. Thế ngay sau cái kỳ SEA Games đấy thì các cái thu nhập, các cái quyền lợi của anh Quyến chắc nó đã tăng lên rất nhiều. Và cái việc đầu tiên anh làm sau cái giải đấu đấy khi trở về nhà là gì? Sau SEA Games 2003 thì thật sự cũng có chút thành công, thì mình cũng xây cho mẹ một ngôi nhà đấy để mẹ có nơi đi ra đi vào. Thật sự những ngày xưa thì hai mẹ con chỉ ở ông nhà ông bà ngoại thôi đấy, thì bây giờ cậu cũng cưới vợ rồi là ông bà cũng ở với cậu, thì Quyến cũng xây cho mẹ một ngôi nhà để hai mẹ con có ngôi nhà để về ở. Sau đấy thì mình xây nhà xong thì mình cũng nộp tiền bảo hiểm để xin cho mẹ về hưu sớm để cho mẹ đỡ vất vả. Khi đấy mình cũng có đồng ra đồng vào rồi thì mình cũng phụ giúp được cho mẹ rồi. Thế nhưng mà ngay sau kỳ SEA Games 2003 thì sau đấy 2 năm thôi. Là 2 năm sau đấy thì mới là cái giai đoạn mà người ta nói rằng Văn Quyến bước vào độ chín của sự nghiệp. Thì anh lại gặp phải một cái câu chuyện không hay ở Bancolot. Và nó Bancolot 2005 nó giống như là một cái vết gợn trong ký ức mà sẽ đi theo anh Quyến đến suốt cuộc đời. Khi trở về từ Philippines, anh đã suy nghĩ như nào? Thì thật sự đó là mình cũng không muốn nhắc lại cái việc đã xảy ra, nhưng thật sự đó là cái việc mà mình hối hận nhất trong cuộc đời. Và bây giờ mình cũng như các cầu thủ đấy đã trả giá quá đắt cho những cái hành vi của mình. Từ Philippines về thì thật sự sau cái khoảng thời gian đấy thì xảy ra là báo chí viết này kia, thì bác Thanh cũng có hỏi là con có làm gì sai không. Nói thật sự khi đấy mình mà đủ tự tin để nói là con có thì nó sẽ khác, cũng khác đi một phần nào đấy. Nhưng khi mình lại sợ và trốn tránh đi cái trách nhiệm ấy, thật ra trách nhiệm trốn tránh đi thì mình không dám nói bác Thanh. Mãi về sau này khi mình bị vướng vào vòng lao lý ấy, thì mình ngồi ở trong cái căn phòng mà thật ra nó có 4-6 mét vuông, thì nhìn ra thì mình mới thấy là tại sao mình lại không nói. Nếu mình nói có khả năng mình lại khác. Đến khi mình ngồi vào trong đấy rồi thì thật sự mình đang là một cầu thủ đang được bay nhảy ngoài sân cỏ, đang là này kia đấy, để khi cuối cùng mình vào như một con chim ở trong lồng chỉ nhốt thế. Thì sau 4 tháng đấy thì thật sự nó là thời gian nó là quá buồn của mình. Trong cái giai đoạn mà anh nói rằng là như con chim nhốt vào lồng, thì cái điều mà anh ăn năn nhất ở cái thời gian mà mình phải ngồi tạm giam ấy, ngoài cái bóng đá anh mất đi, thì nó còn là những cái gì nữa? Trong cái thật sự thì khi mình bị tạm giam ấy, thì cái mình ăn năn nhất là ông ngoại của mình cũng đang bị bệnh ngoài, và mẹ mình thì chỉ có một mình, thì mình lại làm con trai một thì không chăm được mẹ trong cái thời gian đấy, và đã để cho mẹ với gia đình là quá buồn, rất là buồn luôn. Thì nói ở quê thì mình bị như thế thì đi ra thì người này người kia nói rồi
nói là ông bà này có thằng cháu này, mẹ này có đứa con nó như thế làm này kia. Thật sự thì đó là cái lỗi của mình để làm gián tiếp để cho gia đình mình, nó là thật sự là quá buồn luôn. Thì mình hối hận nhất là cái việc xảy ra năm 2005 này. Và khi thời điểm ông ngoại anh bị bệnh là anh cũng không thể về thăm được đúng không? Thật sự thì khi ông bị bệnh trước mấy ngày ấy, ông cũng đoán được là ông yếu dần. Thì ông cũng có bảo mẹ là con ra ngoài đấy gặp cơ quan cảnh sát điều tra thì hoặc là gặp cái chỗ nào đấy xin cho cháu về nhìn ở mặt ông lần cuối. Vì thật ra mình với ông sống với ông bà là sống từ bé. Đến khi năm lớp 6 thì mình mới xa ông bà để xuống ở cầu Sông Lam. Đấy thì lúc ông mất đấy ông cũng có nói mẹ ra, thì mẹ ra mẹ xin thì không được vì trùng vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật. Đấy thì cơ quan điều tra là nghỉ làm việc và mẹ không biết là, vì mẹ là người ở quê mà, mẹ không biết là phải tìm chỗ nào, tìm người nào để xin. Đấy thì mẹ lại quay trở về. Mẹ quay trở về được nhà được 2 ngày thì ông mất đi. Thì mình rất là hối hận vì ông mất, mình lại không nhìn được mặt ông lần cuối. Sau khi không còn bị tạm giam nữa và trở về nhà và hưởng án treo, thì cái ngày đầu tiên anh Quyến về nhà thì đương nhiên là anh sẽ gặp mẹ. Thì trong cái ánh mắt của mẹ anh có nhìn ra điều gì không? Và cái ngày hôm đấy thì mẹ anh có nói với anh là mẹ có trách anh không? Hay là mẹ có nói gì với anh không? Sự thì mình về nhà vào buổi chiều tối. Thì lúc đấy thì khi mà tạm giam mình nghỉ ra ấy, mình được tạm tha ấy, thì mình được cũng có anh mấy anh em trong đội bóng, rồi là anh Huy Hoàng thân thiết, rồi là cũng đón mình từ Hà Nội đưa mình về. Đấy, thì về thì thật sự mình lúc đấy mình đang bị như của mình thấy là mình bị cô lập ấy, đi ra xã hội mình sợ ấy, thì mình về quê, thì mình về vào ban đêm. Thật sự là báo chí cũng ở để đợi mình về xem như nào, nhưng mình lại gọi điện về nhà là gia đình bảo là ở nhà có rất nhiều báo chí đang trực ở đây. Thì mình muốn trốn tránh đi thì mình về lúc buổi tối. Thì về lúc đấy thì mẹ thật sự mẹ không oán trách gì cả, mẹ chỉ ôm mình rồi khóc thôi. Rồi sáng ngày mai thì điều đầu tiên, ngày hôm đấy thì điều đầu tiên là mình xuống nhà thắp cho hương cho ông. Đấy, và sau ngày hôm sau thì mình lên mộ thắp hương cho ông và thật sự là nói lời xin lỗi ông thôi. Thì nói xin lỗi ông rồi mong ông tha thứ, rồi là để vì những cái lỗi lầm của cháu. Trong vòng một năm mà anh trước khi trở lại sân cỏ vì một cái giảm án, thì mẹ có phải là nguồn động viên lớn nhất để khiến anh vượt qua và cố gắng trở lại với bóng đá không? Thật sự thời gian mà mình bị án treo cũng như là Liên đoàn bóng đá AFC cấm thi đấu 4 năm, thì mình cũng thời gian đấy thì thời gian đầu thì mình sống quay quần ở trên quê với là bà với là mẹ thôi. Thì sau đấy mình cũng xuống câu lạc bộ, cũng được câu lạc bộ rồi là tạo điều kiện cho tập luyện đấy, và cũng nhờ các bác các chú là viết cho cái đơn để xin giảm án mà nhanh để thi đấu. Thì cái đấy các bác các chú ở câu lạc bộ cũng tạo điều kiện, và bác Thanh cũng có viết đơn rồi là gửi ra liên đoàn, rồi là nhờ liên đoàn gửi lên xã AFC để xin giảm án cho Quyến. Thì từ lúc đấy thì mình cảm thấy là rất là vui và nghĩ rằng là cơ hội sẽ để mình chơi lại bóng đá thì trong tâm trí là rất hào hức và rất là mong chờ đợi đến một ngày nào đấy mình được quay trở lại là đúng niềm đam mê của mình.
Sau khi trở lại với cả thi đấu đỉnh cao thì anh Quyến có khoác áo một vài câu lạc bộ, đầu tiên là Sông Lam, sau đấy là Sài Gòn Xuân Thành, rồi anh sang Ninh Bình. Và quãng thời gian nó cũng không dài nhưng không quá ngắn, nó rơi tầm 4 năm. Thì anh có nói với cả trong lúc đầu rằng là khi đang là huấn luyện viên của đội trẻ thì anh hy vọng là các bạn trẻ không mắc lại sai lầm. Thế điều gì đã khiến cho 4 năm cuối cùng của sự nghiệp của anh nó cũng không thể đi lên được như anh mong muốn? Khoảng thời gian đấy thì mình cũng không tập trung vào cái chuyên môn cho lắm. Thì ra sân thì thật sự thì cũng cố gắng tập, nhưng mà để nói tập thì nó không hết sức. Rồi lười rồi này kia, thì khi ít được đá đi, tâm trí của mình nó muốn buông xuôi. Cứ tập thì cũng tập theo giáo án của huấn luyện viên, nhưng mà khi không được đá thì mỗi cầu thủ nó cũng có hơi chạnh lòng một tí. Thì thật ra mình đi câu lạc bộ này thì bây giờ bóng đá thì nó các câu lạc bộ toàn là tiền đạo Tây đấy, nhưng mà mình là một tiền đạo thì thể hình cũng nhỏ, sức cũng yếu, thì mình không đáp ứng được cái chuyên môn của huấn luyện viên, thì cho nên mình hay ở ngồi dự bị. Mà ngồi dự bị thì ngồi nhiều thì mình ít tập luyện nữa thì nó phải béo phì lên, mà với người mình thì nó hay là dạng nhanh béo. Nói chung là mình cũng không thật sự cần cù hay siêng năng như Công Vinh được. Thì đúng là cái đời cầu thủ mình nó cứ lúc lên lúc xuống, lúc thăng lúc trầm, thì nhiều lúc đó là do mình. Đấy, thật sự thì mình trong cái thời gian đấy thì nếu như mình cố gắng hơn, mình chăm chú hơn, mình suy nghĩ xa hơn, chín chắn hơn về cái nghề của mình thì nó sẽ khác. Đấy, nhưng mình chưa suy nghĩ chín chắn lắm thì và có những cái tác động ở bên ngoài làm cho mình không tập trung vào cái nghề nghiệp của mình.